Em nhìn từ xa thấy một con này mọi người ạ, khá to đấy mọi người ạ. Đấy, chiếc váy bên này. To lắm mọi người ạ. Ôi, con này khá to này. À đây một con nữa này mọi người ạ. Em thấy nó đang động đậy này. Đây này. Đây. Đấy nha mọi người nhá. Con thứ ba này. Đấy. Cảm ơn người đã quay trở lại video của em nhá. Thì hôm nay em lên thăm bấy mọi người ạ. Hôm qua em vào lên đặt bấy. Nhưng mà tối hôm qua không kịp lên, với lại em cũng không quay. Thì hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem đi thăm bấy mọi người nhá. Em bấy chuột mọi người ạ. Đây thì em đang ở trên nương mọi người ạ. Nhìn thấy đằng sau em toàn nương mọi người. Tối hôm qua trời có mưa mọi người ạ. Đây nha mọi người nha, em xuống đây thăm bấy mọi người ạ. Không biết là có được hay không. Đây là chiếc váy đầu tiên nha mọi người nha. Đi qua là sao? Ở bên này. Tại vì em đi váy chuột thì em không... Ôi! Ở đây mọi người ạ. Mà có sợ váy. Nhưng mà không được. Tiếc thế nhỉ. Không biết là con to hay là con bé mọi người ạ. Ở đây là chiếc váy thứ hai nhé mọi người nhé. Quay được một con này mọi người này. Đây. Được một con này. Giờ em sẽ đi thăm tiếp. May quá. Nó không ra thì được hai con này. Sập váy mà không không được mọi người. Ở đây một cái mọi người ạ. Nhưng mà không được. Đây. Wow, em nhìn từ xa thấy một con này mọi người, khá to đấy mọi người ạ. Đấy, chiếc váy bên này. Wow. To lắm mọi người ạ. Ôi, con này khá to này. À đây một con nữa này mọi người ạ. Em thấy nó đang động đậy này. Đây này. Đây. Đấy nha mọi người nhá. Con thứ ba này. Đấy. Đây. Con sống luôn kẹp vào chân lắm mọi người ạ. Đấy. Đi thăm tiếp nha mọi người nhá. Không biết ở đây có được không. À được, đây một con nữa này mọi người này. Đây hôm nay khá trúng này. Được 4 con này. Đây con thứ tư này mọi người nhá. Rồi, 4 con này mọi người ạ. Không móm rồi. Ở đây em có đặt một chiếc này nhưng mà hình như không được. Em nhìn từ xa sang này. Đây mọi người ạ. Rồi. Ở đây một chiếc nữa này mọi người này. Mà không biết có được hay không. Ôi không được mọi người ạ. Trong này à. Đây. Đường nó rất đẹp nhá mọi người nhá. Đây. Nhưng mà không được. Năm nay chuột hiếm lắm mọi người. Đây. Đây thì em đặt một chiếc mọi người. Ôi dồi ôi. Sao nó lại không... Đây mọi người, nó ăn hết rồi này. Nó không sập váy đây. Ôi dồi. Ăn gần hết mọi người nhá. Đây. Ôi, cái này cũng không sập, không được. Oh, tiếp nữa. Wow, cuối cùng thì được một con rồi mọi người ạ. Đây. Đây rồi. Đây. Một con này mọi người này. Con này nữa là 5 con này.
Rồi sẽ thăm tiếp mọi người nhá. Bên này một chiếc nhá mọi người nhá. Ôi, dưới kia là ao của chú. Đấy, ao không biết có nhiều cá hay không. Hôm nào sẽ hỏi chú làm cá lốt mọi người ạ. Uầy, đây này được một con nữa đây này mọi người này. Đây. Đây là con thứ 6 nha mọi người nhá. Em sẽ đi thăm tiếp, đến thăm tiếp với mọi người. Wow, ở đây được một con nữa mọi người ạ. Đây, chuột này thì không biết gọi là chuột gì mọi người nhá. Đây, con thứ 7 này cũng khá là màu mè đấy mọi người ạ. Ở đây thì không được. Tiếp mọi người, hôm nay em đặt đáy khá nhiều, hôm qua đặt đáy khá nhiều mọi người ạ. Wow, đây một con nữa nhưng mà bé thôi mọi người ạ. Đây, con này con bé này. Giờ sẽ đi tiếp còn một hai cái nữa mọi người ạ. Đây chiếc cuối cùng nhé. Ôi được một con nữa này. Này khá ok mọi người ạ. Đây. Rồi em sẽ để ra cho mọi người xem. Được khá nhiều đấy. Đấy nha mọi người nhá. Chuột đây. Đây mọi người ạ, chuột đây. Tổng được mấy con nhỉ? Một con này. Hai này. Ba con này. 4 này, 5 con này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 con này mọi người ạ, 9 con nhé mọi người nhá. Đây. Đấy, con này là con to nhất mọi người ạ, con đực này, 9 con, hôm nay được khá nhiều, 10 chiếc thì không được mọi người nhá, được 9 chiếc thôi. Đấy. Nếu mà đi thăm không biết là có được hay không. Trời mưa. Đấy. Để em cho mọi người xem. Khá là nhiều chuột. Đây, toàn chuột thôi mọi người ạ. Đây. Chuột này thì sẽ về nướng rồi ạ. Giờ thì trưa rồi. Sẽ về mang về nướng với lại làm tí canh. Ăn rau ấm bụng mọi người. Đấy. Mọi hôm thì được ít, mà hôm nay thì được khá nhiều. Tại vì em đi đến trên nhà lán khá là xa. Đấy, đến váy xa một tí thì được nhiều mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay video em kết thúc ở đây. Chào mọi người video tiếp theo của em nhé.